Con hư tại mẹ. Chúng giữa bụng rồi, mình thật là cừ khôi. Chiếc súng cao su tự chế của mình cũng ra trò phết đó. Tử Văn, ai cho con bắn chim bồ câu nhà hàng xóm? Mẹ đã dặn con rồi, chỉ chơi trong nhà thôi, con lại ra ngoài phá phách nữa rồi. Mẹ, mẹ, con chỉ thử súng cao su thôi. Đòi này rất nguy hiểm, nhỡ đâu con bắn phải những người đi đường thì sẽ gây hại thế nào hả? Con phải hỏi xem đó là con chim của nhà ai thì sang xin lỗi họ. Lần sau nhất định không được làm như thế nữa. Alo, cô giáo của Tử Văn phải không ạ? Vâng, tôi là mẹ của Tử Văn đây. Vâng, vâng, ngày mai tôi sẽ tới ạ. Dạ, cảm ơn cô giáo. Cô giáo của con muốn gặp mẹ. Con có gây ra chuyện gì ở trường không? Con không ạ. Chắc là vì kết quả kỳ thi cuối năm đó ạ. Với kết quả kỳ thi cuối năm như thế này, Tử Văn không thể lên lớp được. Chúng tôi quyết định để cậu bé học lại lớp 5. Mẹ Tử Văn thì phải, cả khối chỉ có thằng bé này không được lên cấp 2 thôi đấy. Thằng bé học kém đến nỗi làm mất hết danh tiếng của nhà trường, thật đáng xấu hổ mà. Mẹ thật xấu hổ vì con. Suốt 5 năm qua, chưa khi nào nhà trường có một học sinh đúp lại lớp như con. Từ giờ, mẹ sẽ sát sao việc học của con, không được chơi bời gì hết. Chỉ cần con học giỏi, con muốn gì mẹ cũng chịu. Tử Văn, đi học thêm thôi con, tới giờ rồi. Hôm nay con có 4 ca học thêm đấy. Con đang ăn, chưa xong mà. Vừa đi vừa ăn cũng được, con tập trung hết cho việc học. Cuối cùng thì kết quả học tập của con đã được cải thiện trông thấy rồi. Tất cả các môn học đều đã đạt kết quả khá. Mà sao Tử Văn về muộn thế nhỉ? Thích gì? Còn dám nhìn tiểu không hả? Ta có nhìn về cậu đâu. Ê, cậu ấy có làm gì đâu. Sao Tử Văn lại đánh bạn ấy vô lý như thế chứ? Mách với thầy cô giáo đi. Tử Văn toàn gây sự không thôi. Còn dám xì xào nữa không? Thích ăn đòn hả? Thầy giáo lại mời mẹ tới trường ư? Tử Văn, sao con hay gây chuyện thế? Chúng nó làm con khó chịu thì con phải xử thôi. Hơn nữa, điểm số kiểm tra môn toán vừa rồi của con đứng đầu lớp đó mẹ. Hả? Thật thế sao con? Con được điểm tuyệt đối có phải không? Đương nhiên rồi. Ôi trời ơi, con trai của mẹ giỏi quá à. Con hãy cố gắng phát huy nha. Chuyện thầy giáo gọi mẹ tới nói chuyện, mẹ sẽ thu xếp ổn thôi. Con chỉ cần học giỏi là được. Biết ngay mà, mẹ chỉ cần mình học giỏi thôi. Tất cả những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ. Mày muốn chết đúng không mèo? Dám làm tao ngã hả? Được lắm. Hả? Này trời, sao thằng bé lại độc ác thế cơ chứ? Từ nhỏ mình đã thấy nó có vấn đề về nhân cách mà. Tử Văn, sao cháu lại làm bị thương con mèo như vậy? Nó đã làm cháu ngã xe, cháu phải đánh nó mới hả dạ. Hóa ra bà ta mất mẹ mình thật. Liệu mình có bị ăn đòn không đây? Thật đen đủi. Chỉ vì con mèo mà. Không biết là mình sẽ bị mẹ trừng phạt thế nào đây. Tử Văn, con đi học về rồi hả? Bác hàng xóm vừa nói với mẹ là con đã...
Mẹ ơi, thầy giáo đã chọn con vào đội tuyển thi học sinh giỏi toàn thành phố đó mẹ. Hả? Thật không con? Vâng, có giấy thông báo con để trong ba lô đây. Ôi, tuyệt quá. Vậy thì phải tập trung ôn thi thật tốt. À mà chuyện con mèo thôi bỏ qua đi con. Chỉ cần học giỏi thôi, mẹ sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện. 8 năm sau. Thằng Tử Văn đi xem kết quả thi đại học lâu thế cơ chứ. Mặc dù mình đoán là thằng bé sẽ đổ, nhưng vẫn cảm thấy sốt ruột sao sao á. Mẹ ơi, con đã về rồi. Kết quả sao rồi con? Chắc hẳn là con phải đổ thủ khoa chứ. Hả? Gì thế này hả Tử Văn? Con trượt đại học rồi à? Vâng, con chỉ thiếu nửa điểm thôi. Trời ơi, tôi xấu hổ vì có thằng con thi trượt đại học như cậu. Cậu không phải là con của tôi. Bao nhiêu năm nuôi phí công, nếu con bị đánh chết cũng không đáng thương tiếc. Cút ra khỏi nhà của tôi đi. Mẹ, con... Cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Thằng Tử Văn bỏ đi không thấy về thật. Nó đi đâu mới được cơ chứ? Trời ơi, điện thoại cũng không cầm theo. Nửa đêm rồi mà không về. Vâng, tôi là mẹ Tử Văn. Trời ơi, con tôi, con tôi đã làm gì? Nó giết người. Trời ơi. Con trai chị đã giết một người bạn chỉ vì một vài lời đôi co khi người bạn khuyên nhủ cậu ấy trở về nhà. Hành vi rất côn đồ. Mức án cao nhất cậu ấy có thể phải nhận là 20 năm tù. Không, Tử Văn. Trường đại học báo hạ điểm và con đã đổ. Nhưng giờ đây, tờ giấy báo nhập học này vô nghĩa với mẹ. Mẹ đã hủy hoại cuộc đời của con. Mẹ nghĩ rằng con chỉ cần học giỏi là đủ. Đến giờ mẹ mới biết là mình sai. Cái cần cho con chính là nhân cách. Tất cả đã quá muộn. Lời thú tội. Mọi người mau dẹp ra cả đi, để cảnh sát và các bác sĩ làm việc. Có vẻ như là vợ ông Sam ở cửa hàng tạp hóa xảy ra chuyện rồi. Ôi trời ơi, tôi nghe thấy có tiếng súng. Tình hình bà ấy chắc đang nguy kịch lắm rồi á, không biết sống chết ra làm sao nữa. Làm ơn, hãy cho tôi đi cùng xe cứu thương. Vợ tôi, bà ấy làm ơn đi. Hiện bà nhà đã được các bác sĩ đưa đi. Ông là người duy nhất có mặt ở hiện trường. Xin hãy hợp tác cùng chúng tôi đi. Ngay sau đó tôi có thể đến bệnh viện chứ? Tất nhiên rồi. Tôi biết ông đang rất rối loạn, nhưng hãy bình tĩnh tường trình lại tất cả những gì mà ông được chứng kiến đi. Sáng nay khi cửa hàng vừa mở cửa thì đột nhiên một tên cướp cầm súng xông vào, bắt tôi đưa toàn bộ tiền bạc cho hắn. Lúc đó vợ tôi vừa từ bên ngoài đi về, tên cướp chĩa súng bắn ngay bà ấy rồi bỏ chạy. Ông có nhớ được hình dáng và cách ăn mặc của tên cướp không? Tên cướp khoảng 40 tuổi, người cao gầy, đôi mắt trái có một vết sẹo nhỏ kéo dài đến tận tai. Trên trán có một nốt ruồi, tóc đen bóng, mũi rất to. Nếu gặp lại nó ở bất kỳ đâu, tôi cũng nhận ra ngay. Ông còn nhớ tên cướp mặc quần áo gì không? Nó mặc quần màu nước chè, áo da cũng màu nước chè luôn. Phải rồi, trên mu bàn tay cầm súng của nó còn xăm một con rắn quấn quanh trái tim. Được rồi, cảm ơn ông đã hợp tác. Giờ ông có thể đến bệnh viện rồi. Mô tả của ông rất tỉ mỉ, nên chúng tôi sẽ vẽ lại chân dung tên cướp để phát lệnh truy nã. Tôi và nhà ông Sam là hàng xóm với nhau đã nhiều năm. Nói thật lòng, tôi không ưa vợ của ông ấy. Bà ấy là người đáo để, có tiếng ở khu này. Ông Sam lại là người thật thà, tốt bụng, nên thường bị bà vợ bắt nạt.
ức hiếp. Đôi khi bà ấy còn đánh cả ông lão nữa. Thế con họ không ra cản sao? Có đứa con nào đâu mà cản. Không, mấy năm trước nhận nuôi một bé gái. Mới đầu vợ ông Sam rất yêu đứa con nuôi, nhưng sau đó phát hiện nó có vấn đề thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Mà ông Sam lại là người dắt con bé về. Rồi bà vợ sinh nghi, rồi bắt đầu đối xử tệ bạc với nó. Bà ấy đánh đứa trẻ rất tàn nhẫn rồi nha. Hai vợ chồng từ đó cũng thường xuyên cãi nhau luôn. Được rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của chị. Sự việc này thực sự có ẩn tình đây. Thưa anh, bức vẽ chân dung tên cướp theo mô tả chi tiết của ông lão đã được hoàn thành rồi. Đã có tin tức gì từ phía bệnh viện chưa? Người phụ nữ đó sao rồi? Dạ thưa anh, mạng sống đã được cứu, nhưng bà ấy vẫn còn hôn mê sâu. Mà dù tình hình có thế nào, tên cướp đó vẫn là kẻ mưu sát. Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã ngay bây giờ chứ ạ? Không, trước hết hãy triệu tập chồng của nạn nhân, ông Sam Smith, đến đồn dưới diện tình nghi đi. Dạ thưa anh. Ôi trời ơi, ông ấy là người hiền lành như cục đất vậy, sao có thể là nghi phạm hãm hại vợ mình được chứ? Tôi không hiểu sao các anh lại bắt tôi dưới diện tình nghi. Các anh nghi ngờ tôi đã hãm hại vợ mình ư? Thật sự thì tôi cũng không nghi ngờ gì ông, nhưng do ông miêu tả tình cướp quá tỉ mỉ, chi tiết, điều này không đúng với lẽ thường. Bởi vì nói chung người ở trong tình cảnh lúc đó đều rất sợ hãi, không thể tập trung tư tưởng để ghi nhớ. Bây giờ mời ông theo tôi đến phòng hỏi cung. Vết sẹo của tên cướp nằm ở đuôi mắt nào? Bên trái. Hình xăm ở tay nào? Tay cầm súng. Mình tưởng trong lúc hỏi dồn dập sẽ khiến ông ta trả lời trước sau bất nhất so với lời khai hôm trước, nhưng ông ấy nói như cháo chảy vậy, không sai một chữ. Chuyện này... Đấy, tôi đã nói mà, nhất định là cảnh sát đã nghi ngờ nhầm lẫn. Ông lão hiền lành như vậy sao có thể... Xin thứ lỗi, đúng là tôi đã nhầm khi tình nghi ông. Tối hôm qua chúng tôi đã bắt được hung thủ giết vợ ông rồi. Hả? Thật sao? Các ông đã bắt được hung thủ đã giết vợ tôi ư? Đúng như vậy, tuy rằng hung thủ vẫn chưa nhận tội, nhưng chúng tôi khẳng định chính là hắn. Xin mời ông đến đồn giúp chúng tôi nhận diện hắn. Người đó nói mình là công nhân kiến trúc, gà trống nuôi 5 con do vợ anh ta vừa mất. Đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi. Ông nhìn kỹ chưa? Hắn có phải là tên cướp đã giết vợ ông không? Không, không phải anh ta. Đúng là rất giống với tên cướp đã giết vợ tôi, nhưng hình như không phải anh ta. Hàng xóm của ông đều nói ông là người hiền lành, tốt bụng, nhưng sự việc này không thể mềm lòng. Hình dáng của anh ta đúng như ông đã miêu tả, nhất là trên mu bàn tay có hình xăm con rắn quấn quanh trái tim. Trên đời này không có sự trùng hợp khéo như thế đâu. Ông đừng nên thương hại, vì anh ta có 5 đứa con. Kẻ hung ác dù thế nào cũng phải đền tội. Chỉ cần ông nhận đúng anh ta là hung thủ, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh bắt anh ta phải khai ra sự thật và đưa anh ta lên ghế điện. Không, ông đồn trưởng, anh ta không có tội. Là tôi, chính tôi đã hại vợ tôi. Chính tôi đã dựng ra vụ cướp. Nghi phạm xin chào cảnh sát. Chắc ông lão nghĩ rằng việc bịa ra hình dáng tình cướp như vậy thì cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được thủ phạm. Nhưng không ngờ lại gặp phải người cao tay như cảnh sát trưởng, sắp đặt thẳng một nghi phạm luôn. Ông ấy đã nhận hết tội rồi, vì không thể để cho đứa con nuôi bị bà vợ độc ác hành hạ, nên ông đã dựng ra vụ cướp để khống chế bà ta. Dù việc nổ súng không nằm trong kịch bản, nhưng ông ấy cũng khó tránh được tội danh. Ông lão đã nhận tội rồi, mà sao anh lại buồn như vậy? Nếu ông ấy không tự thú thì anh trong vai người công nhân kiến trúc đáng thương sẽ bị oan uổng. Dù ông ấy đã nhận tội, nhưng trong lòng tôi lại không nhẹ nhõm chút nào. Trước đây chúng ta đều lợi dụng tâm lý tham lam, báo thù và sợ hãi để bắt tội phạm, nhưng lần này là lợi dụng vào sự lương thiện và lòng trắc ẩn của người ta. Ông ấy là một người tốt,
Giá như... Bữa cơm của những người ăn mày. Mậu trai, lần này công lao của người rất lớn. Nhờ ngươi mà đám đạo tặc toàn diệt, dân chúng trong huyện đã hưởng bình yên trở lại. Vì vậy ta tiến cử ngươi thăng cấp làm quan huyện. Ý ngươi thế nào? Xin cảm tạ quan lớn, đã có ý tốt. Người xứng đáng nhận chức vị đó là nhóm ăn mày, chứ không phải là tôi. Tôi... Hả? Người nói vậy là ý gì? Tôi đã gia cố lại mái nhà cho anh chị rồi đó. Bây giờ mưa bão thế, mưa bão nữa cũng không sợ nha. Cũng may là có chú giúp, không may vợ chồng tôi còn khốn. Thế đã có thông báo gì về kỳ thi hương chưa chú? Cha ơi, mẹ ơi, con đói. Thôi, chị sang tôi, lấy ít gạo về nấu cháo cho các cháu đi. Nhưng mà còn chú? Chỗ anh em trong nhà, anh chị không phải ngại đâu. Với lại, bọn trẻ làm sao chịu đói được. Thôi, chị về nấu cháo cho các cháu đi. Bọn trẻ đói lắm rồi. Tôi đậu rồi. Tôi đậu kỳ thi hương rồi. Công lao bao năm đèn sách của chú cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Vậy sắp tới chú có định tham gia kỳ thi hội nữa không? Khổ nổi lộ phí đi đường, rồi kinh phí thi lớn quá. Mà tôi thì... Hay là lần này anh xem thế nào, giúp tôi được không? Tôi sẽ không quên ơn anh chị đâu. Ấy, anh em mình thì tính toán gì, nhưng chú cũng biết, năm nay mưa bão liên miên, thành ra nhà tôi cũng phải chạy ăn từng bữa. E rằng chuyện đó... Trong lúc thế này tôi vay tiền thì chắc ai cũng sợ tôi nghèo không thể hoàn trả. Chi bằng tôi mời 5-6 người thân hữu nha. Mình lập một nhóm hội góp vốn, xong xuôi công việc tôi sẽ hoàn lại các anh. Anh xem ý đó được không? Thế nào? Chú đã mời được mấy người rồi? Tình hình khả quan không? Đã có 5 vị đồng ý rồi. Thêm cả anh nữa là hội ta có 7 người tất cả. Tôi cũng thống nhất với họ là sáng mai gặp mặt ở nhà tôi. Anh thu xếp qua, có gì phụ tôi nha. Vậy thì tốt quá rồi. Sao giờ này vẫn chưa ai tới vậy? Anh cho chú ấy vay thì biết bao giờ mới lấy lại được chứ. Trong khi con của mình đang sắp chết đói thì anh không mảy may nghĩ ngợi. Em anh mới khó một tí mà anh đã thương xót rồi. Mình à, chẳng lẽ mình đã quên những ngày nhà mình được cứu đói nhờ những nắm gạo cuối cùng của chú ấy sao? Bây giờ chú ấy cần tiền lên kinh dự thi, lẽ nào mình lại không nghĩ? Với lại mình nghĩ xem, tham gia hội góp vốn này, tới lúc mình cần tiền người ta lại hùng vào cho mình, thế chẳng đỡ hơn mình phải đi vay à? Không, anh có chắc á, giờ mình hùng vốn vào xong xuôi hắn trả mình hay không? Hay là nhân cơ hội lên kinh rồi cao chạy xa bay, lúc đó biết tìm ở đâu giờ? Thôi thôi thôi, anh đừng có bàn soạn thêm nữa. Không đời nào tôi cho cái ngữ ấy vay tiền đâu. Nè, các người làm gì mà rình rập trước cửa nhà tôi thế? Chúng tôi đi ngang qua, thấy có tiệc ngon nên chúng tôi chỉ muốn chờ để xin ít đồ ăn thừa thôi ạ. Chúng tôi xin phép đã làm phiền gia chủ. Khoan đã. Chẳng giấu gì, thời gian thi cử sắp tới, không có tiền làm lộ phí đến kinh thành, nên ta muốn mời thân bằng hảo hữu lập hội góp tiền. Nào biết đâu, bọn họ lừa ta, họ đã hứa với ta, vậy mà nay lại nuốt lời, khiến tiệc rượu ta chuẩn bị thành đồ thừa. Chỉ bằng thỉnh mời các vị vào ăn một bữa, các vị không chê chứ? Chúng tôi là những người địa vị thấp kém, được tôn gia chiếu cố ban thưởng cho cơm ngon rượu ngon thế này, chúng tôi cảm kích không hết, sao dám buông lời chê bai.
Trời ơi, vậy là con đường khoa bảng của ta chấm dứt rồi sao? Bao công sức của ta đổ sông đổ biển hết rồi. Từ nơi này tới kinh thành ông cần bao nhiêu ngân lượng? Ta chỉ cần trên đường không chịu đói, có thể thuận lợi đến kinh sư là được. Nếu vậy thì đây chỉ là việc nhỏ, ông chớ lo lắng mà ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi. Chúng tôi nguyện ý hộ tống ông đến kinh sư. Không, ta không thể nhận sự giúp đỡ của các ngươi được. Bữa cơm ân huệ của ông chúng tôi không bao giờ quên, vì thế xin ông hãy để chúng tôi được đền đáp tấm lòng này. Đúng vậy, xin ông chớ băn khoăn mà mau thu dọn sách vở, rồi chúng ta lên đường kẻo trễ. Một thời gian sau. Ngày xưa mình cứ chê chú ấy khố rách áo ôm, bây giờ chú ấy đậu tiến sĩ, lại được ban cho chức quan huyện lệnh đó. Giá mà ngày xưa tôi không nghe mình, có phải bây giờ tiện bề nhờ vả rồi không? Chú ấy là quan, chẳng lẽ lại chấp mấy chuyện hồi xưa? Chúc mừng chú đã công thành danh toại làm quan rồi, nhưng cũng đừng quên anh chị nha. Dạ, có gì hơn máu mủ ruột rà hả chị? Chờ chúng tôi với. Bây giờ ta đã là quan của huyện lớn rồi, để họ đi theo sẽ không tiện, nhưng cũng không thể ruồng bỏ ân tình được. Ta phải làm sao đi? Ngày hôm nay ông lên đường nhậm chức quan, thôi thì chúng tôi cũng chỉ biết chúc con đường quan lộ của ông hanh thông. Còn các vị xin ông chớ lo, ông làm quan thì hãy chỉ để ý tới công việc của mình, còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục ăn xin. Nhưng khi ông cần, chúng tôi sẽ luôn tận lực trợ giúp. Bẩm quan, quả đúng là như vậy. Nhóm đạo tặc đang hoành hành trong huyện. Nếu tình trạng này còn kéo dài, e rằng muôn dân sẽ khốn khổ. Mong quan lưu tâm mà lấy lại bình yên cho mọi nhà. Các người đã có tin tức gì của bọn chúng chưa? Dạ bẩm quan, thần nghe dân chúng đồn gần đây xuất hiện nhóm ăn mày lạ, rất có thể ban ngày chúng đi khắp nơi để ăn xin, và tối đến chúng bắt đầu hoành hành cướp bóc, gây nhiễu nhương trong dân chúng đó ạ. Nhóm ăn mày, người có nghe nhầm không? Bẩm quan, thần đã thăm dò kỹ lưỡng mới dám tâu ngài. Bọn chúng chỉ gồm 3 người nhưng hành động thì rất nguy hiểm. Sao các ngươi lại ra nông nổi này chứ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ không bao giờ nghĩ các vị lại có thể làm chuyện đó. Ta thật thất vọng về các ngươi. Tôi cứ ngỡ ông là quan huyện sáng suốt liêm minh, ấy vậy mà để giải quyết vụ án quan trọng như vậy lại chỉ dựa vào một hành động không đầu không đuôi sao? To gan, các ngươi đã không biết lỗi lại còn lớn giọng khích bác ta sao? Quân lính đâu? Mau đem đám người này ra ngoài đánh 100 rồi đẩy vào ngục cho ta. Bẩm quan, chúng ta đã bắt nhầm người rồi. Bên ngoài có người báo đã tìm thấy hang ổ của nhóm đạo tặc. Chính nhóm ăn mày đã tiếp cận và báo lên chúng ta để có thể bắt tận tay bọn đạo tặc đó ạ. Ta chắc ông đã quên. Còn chúng tôi thì luôn dặn lòng rằng mình là những người thấp kém trong xã hội, nhưng vẫn phải có tự trọng, nên không bao giờ cho phép mình làm những chuyện như vậy. Và từ ngày ông nhậm chức quan, vì không muốn ông khó xử nên chúng tôi không dám tới gần. Nhưng trong tâm chúng tôi vẫn nguyện ý theo ông, nhất là khi thấy ông tiêu tụy vì tình thế nhiễu nhương, chúng tôi không thể ngó lơ. Vậy mà ông đã phản bội lòng tin của chúng tôi sao? Cũng chỉ vì bản tính hồ đồ mà ta đã đánh mất ân tình, ân nhân của mình. Nay xin quan lớn cho tôi được cáo lão hồi hương, vì tự thấy mình không còn xứng đáng để tiếp tục làm quan phụ mẫu của dân. Hôn nhân và sự tin tưởng. Mừng kỷ niệm 10 năm chúng ta bên nhau. Cảm ơn em, vợ yêu, đã đồng hành bên cạnh anh.
Anh yêu em, Linda. Em cũng vậy, Tom. Nhưng có điều... Em đừng nói gì hết. Anh hiểu mà. Phép màu sẽ sớm đến với hai vợ chồng mình. Nào, bây giờ thì nâng ly cho ngày của ta đi. Dạ thưa sếp, đây là hồ sơ của các nhà thầu. Cần anh xem qua ạ. Cô cứ để đó đi. Dạ vâng, thưa sếp. Alo, Linda. Chúc vợ yêu một buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, chồng yêu. Mà em gọi anh có việc gì vậy? Anh có còn nhớ Sonia không? Bạn thân của em á. Hôm nay có buổi tiệc thôi nuôi con gái của cậu ấy. Anh về sớm đi cùng em chứ. Được chứ. Chiều nay anh sẽ về sớm. Em hãy chuẩn bị trước đi nha, công chúa. Linda, cô bạn của tớ, trông cậu vẫn xinh đẹp như vậy. Cậu vẫn vậy mà. Quan trọng là cậu đã có một con bé xinh đẹp. Còn tớ thì... Chào anh Tom. Cảm ơn em, Sonia. Chúc mừng thiên thần nhỏ đã đến với em nha. Trời ơi, giống mẹ y như đúc luôn nè. Nhìn con của Sonia thật đáng yêu. Biết đến bao giờ... Em xin lỗi. Em thật có lỗi với anh. Anh chán ngán cuộc sống. Không có tiếng cười đùa của trẻ con lắm rồi. Anh về rồi à? Dạo này anh hay về khuya quá. Có chuyện gì sao anh? Em đừng nghĩ ngợi linh tinh. Anh nhiều việc thôi. Mà dạo này em có uống thuốc bổ đều không? Em vẫn uống đều mà. Nếu anh đã mệt rồi thì anh đi nghỉ ngơi đi. Thưa giám đốc. Mày đó hả? Tôi không sao. Cô cứ để tài liệu trên bàn đi. Lát tôi xem sau. Giám đốc à, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Là chuyện gì? Việc này liên quan đến giám đốc. Cô nói gì cơ? Chuyện đó là chuyện gì? Anh bình tĩnh nha. Thứ năm vừa rồi, tôi đưa chị gái đi khám thai. Thấy chị nhà đi vào bệnh viện, vào khoa sản. Lúc sau khi đi ra, bà khoác tay một người đàn ông rất tình tứ. Gì chứ? Không phải con nhìn lầm đó chứ? Sao có thể vậy được? Xin anh hãy bình tĩnh đi. Chắc là cô nhìn nhầm thôi. Mà thôi, bây giờ cô ra ngoài làm việc đi. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước giờ cô ấy chưa bao giờ bỏ lỡ điện thoại của mình. Anh về từ lúc nào vậy? Anh đã ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Em đi đâu mà về muộn vậy? Anh gọi cho em cũng không được. Trời, em xin lỗi. Điện thoại của em đã hết pin từ chiều rồi. Em không để ý. Thôi à, em đi tắm rửa thay quần áo nha. Mình đang nhìn thấy cái quái gì vậy chứ? Thảo nào mà gần đây cô ấy cứ lén la lén lút. Bộ có chuyện gì sao? Ai nhắn tin cho em đấy? À không, không có gì đâu. Nhóm bạn em nhắn ấy mà. Em đừng giấu anh chuyện gì đấy. Em có chuyện gì giấu anh sao? Gần đây em rất là lạ. Dạ không có gì đâu anh. Chuyện con gái đó mà. Anh đừng có bận tâm. À, thôi em đi ngủ trước nha. Chào chồng yêu. Hôm nay anh về sớm vậy à? Anh vừa về. Hôm nay em đã đi đâu vậy? Hôm nay em hẹn gặp vài người bạn, đi ăn uống và mua sắm thôi. À, chồng à, tối nay em có một người bạn đặc biệt đến chơi nhà. Đặc biệt đến mức có thể thoải mái vô tư, ôm ấp, nắm tay nhau giữa ban ngày ban mặt ư? Không biết có phải người bạn đặc biệt đó là cái gã đàn ông đang ôm ấp em trong bức ảnh này hay không? Sao anh lại có bức ảnh này? Chồng em kìa, anh đối xử tệ với em hay sao Linda? Anh yêu em, làm tất cả vì em. Vậy mà em... Xin anh hãy bình tĩnh lại đi. Xin anh hãy nghe em giải thích. Tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi. Hiểu nhầm? Cái ảnh nói rõ ràng quá rồi còn gì. Vậy được, em nói xem cái gã trong ảnh này là ai đi. Anh ấy là anh họ của em. Anh ấy hiện là bác sĩ phụ sản ở bệnh viện N. Anh họ gì mà ôm em gái rồi nắm tay nhau thân thiết như vậy chứ?
Xin anh hãy tin em đi mà. Chúng em lớn lên với nhau từ nhỏ. Anh ấy luôn coi em là em gái ruột, luôn chăm sóc và quan tâm em từ khi còn nhỏ mà. Em nghĩ anh là thằng ngốc hay sao Linda? Em không có lừa dối anh. Sao anh lại nghi ngờ em như vậy được? Không tin, anh hãy xem cái này thì sẽ rõ. Anh đợi một lát, em sẽ lấy cho anh xem ngay bây giờ. Thơm à, em đau bụng quá. Xin chào anh, tôi là Max, anh họ của Linda. Còn đây là Joey, vợ của tôi. Joey, em mau gọi cấp cứu đi. Linda, giờ em phải thật bình tĩnh, thở đều nào. Em đau quá. Tôi không biết hai vợ chồng đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nên xem cái này đi. Chồng yêu của em, em không biết nên nói với anh như thế nào. Không lời nói nào có thể diễn tả hết được niềm vui sướng trong em lúc này, nên em quyết định viết nó. Chồng à, anh biết anh đã được làm bố rồi đó. Không chỉ một nhóc đâu, mà là hai lận. Anh thấy hạnh phúc không? À, mấy hôm nay em đã bí mật đặt cho anh một món quà mừng anh được lên chức bố. Hy vọng anh thích món quà này của mẹ con em. Yêu anh. Cảm ơn anh rất nhiều, Max. Em còn nghĩ cả đời này phép màu sẽ không bao giờ xảy ra với em. Nên nhớ, trong thời kỳ thai kỳ này, em phải chú ý đến dinh dưỡng đi lại nha. Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này? Linda, anh xin lỗi em. Tom à, con của chúng ta. Em yên tâm đi, con chúng ta không sao hết. May mắn là cấp cứu kịp thời. Linda, anh xin lỗi em. Không phải là lỗi của anh đâu, là do em đã giấu anh mà. Em muốn cho anh bất ngờ. Em không nên làm thế lúc anh nhạy cảm. Linda, lần sau em phải cẩn thận. Anh đã dặn em rồi mà. Nếu như anh và chị dâu không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Anh Max, em đã hiểu lầm anh rồi. Cũng may lần này có anh. Cậu biết lỗi là tốt, nhưng lần sau hãy tìm hiểu mọi chuyện thật kỹ. Đừng để chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Linda, nó rất yêu cậu đấy. Tano Kiu sợ tiền. Ngày xưa, có một diễn viên tên Tano Kiu, tính tình vui nhộn, thông minh. Từ nhỏ, anh đã rời làng theo gánh hát đi khắp nơi biểu diễn. Anh có thể đóng rất nhiều vai, từ ông già, trẻ em cho đến những con vật. Một ngày nọ, sau một buổi biểu diễn ở Kinh Thành, anh nhận được thư báo mẹ anh ốm nặng. Mình phải về với mẹ ngay. Tano Kiu đi mãi miết không nghỉ, chỉ mong nhanh nhanh về nhà chăm sóc mẹ. Đi đâu mà vội vàng thế chàng trai, vào nghỉ chân đã. Tôi phải về nhà càng sớm càng tốt ông ạ. Anh chắc lâu chưa về nhà nên không biết. Dạo gần đây trên núi xuất hiện một con rắn tinh. Cứ tối đến nó sẽ xuất hiện và ăn thịt người. Anh nên nghỉ lại, chờ sáng mai hãy vượt qua núi đi. Nhưng tôi không thể chờ được nữa. Mẹ tôi đang ốm nặng, tôi phải về bên mẹ càng sớm càng tốt. Khi Tano Kiu lên đến ngọn núi thì mặt trời đã khuất bóng. Màn đêm kéo xuống. Trên bầu trời, những vì sao bắt đầu nhấp nháy. Những cơn gió lạnh heo hút thổi. Mình ăn một chút lấy sức còn đi tiếp. Ngươi là ai mà dám lên ngọn núi này trong đêm thế? Tôi là Tanuki. Ngươi nói ngươi là Tanuki hả? Tanuki là mấy con trùng tinh, có thể biến hóa thành bất kỳ hình dáng nào. Ông lão nghe nhầm tên mình thành Tanuki rồi. Ôi trời ơi, ông lão này là rắn tinh biến thành. Giờ mình mà nói mình là người thì nó sẽ ăn thịt mình mất. Đúng rồi, ta là Tanuki đây. Ta nghe nói loài Tanuki các ngươi biến hình giỏi lắm. Ngươi có thể biến thành một ông lão như ta không? Biến thành ông lão thì nhầm nhò gì. Ta còn có thể biến thành bà lão cơ. Chờ ta mấy giây. Tanuki vội trốn sau thân cây và lấy ra túi đồ hóa trang của mình. Vì đã quá quen với việc này nên chỉ trong chớp mắt, anh đã hóa trang cho mình thành một bà lão. Thế nào, ta đã biến thành một bà lão rồi đây. Đúng là người biến hình giống lắm. Nhưng ngươi còn biết biến thành ai nữa không?
ta có thể biến thành bất cứ ai. Được đấy, giờ ngươi thử hiện lại nguyên hình xem nào. Con rắn tinh này sao làm khó được một diễn viên tài giỏi như mình chứ. Ta trở lại nguyên dạng đây. Ngươi có sợ ta không? Con rắn tinh này chỉ ăn thịt người thôi. Giờ nó đang nghĩ mình là con Tanuki, nên mình chẳng việc gì phải sợ cả. Ta là Tanuki, ta chẳng sợ rắn tinh đâu. Thế ngươi sợ gì? Ta sợ nhất trên đời này là tiền. Ai mà ném tiền vào ta là ta không chịu nổi. Thì ra là thế. Còn ta chỉ sợ thuốc lá và nước ép quả hồng thôi. Thôi, ta không muốn mất thời gian với ngươi nữa. Ta phải đi tìm xem có người nào lãng vãng gần đây để ăn thịt. Chứ thịt Tanuki nhà ngươi chán lắm. Thế là mình thoát nạn rồi. Sau khi thoát khỏi con rắn tinh, Tanukio vội vàng xuống núi. Khi anh gần vào đến làng của mình thì mặt trời cũng bắt đầu mọc. Các bác đi đâu sớm thế ạ? Chúng tôi đi đuổi rắn tinh. Con rắn tinh trên núi đã ăn thịt mấy người làng mình rồi. Chúng ta không thể để nó hoành hành hơn nữa. Cháu vừa gặp con rắn tinh trên núi. Nó to lớn vô cùng, phép thuật vô biên, sức người khó địch lại nó. Nhưng cháu có cách này có thể đuổi rắn tinh dễ dàng. Tanukio kể lại cho mọi người nghe nỗi sợ của rắn tinh. Thế là dân làng chia nhau ra, người thì đi gom thuốc lá, người thì đi hái quả hồng ép lấy nước. Họ mang thuốc lá và nước ép quả hồng lên núi, tìm đến hang của rắn tinh. Mọi người chuẩn bị nha, khi nó chui ra, chúng ta sẽ hất tất cả nước ép quả hồng và thuốc lá vào nó. Còn rắn tinh kia, ngươi đã làm hại biết bao mạng người rồi. Hôm nay đã đến ngày ngươi phải đền mạng. Mau ra đây, chúng ta sẽ tính sổ với ngươi. Hay lắm, lũ các ngươi đến đây để nạp mạng đây mà. Vậy thế này ta không thể chịu được. Khôn hồn thì biến ngay khỏi đây, và từ nay đừng có lộng hành nữa. Nếu không, chúng ta sẽ không nương tay đâu. Mùi thuốc lá và nước ép quả hồng thật kinh khủng quá. Ta không bao giờ trở lại đây nữa. Từ giờ mình không thể trở lại con núi ấy bắt người nữa. Chắc chắn là con Natuki kia đã mách lẻo với dân làng là mình sợ thuốc lá và nước ép quả hồng. Ngoài nói ra, mình chưa từng tiết lộ bí mật ấy với ai. Phải rồi, mình phải đi trả thù nó mới được. Con rắn tinh tìm tung tích Tanukio khắp nơi, và cuối cùng hắn đến làng của Tanukio. Nhà tên Tanuki đây rồi. Giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗi sợ hãi. Tiền ở đâu ra thế này? Tiền ta cho người đấy, người đã thấy sợ chưa? Ta sợ nhất trên đời này là tiền. Ai mà ném tiền vào ta là ta không chịu nổi. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.